một đoạn đường rất hẹp, hai xe máy tránh nhau thì cũng khó. Do vậy là chúng tôi quyết định đi bộ để ngắm cảnh. Rất trơn, chơi rất trơn. Nếu mà xe không có ma sát thì chắc có thể là không bao giờ đi được. Có khi là xuống đi bộ thôi, cho là an toàn. Bây giờ sẽ đi lên dốc và dừng chút cách đây 250m nữa. Rất nhiều các du khách đã chọn giải pháp an toàn nên là đã đi bộ. Sẽ thu tiền đưa. Ở bên rừng trúc của Mù Căng Chải thì chúng ta có thể nhìn sang
dụng lúa bậc thang móng ngựa, dụng chứa dụng lúa bậc thang móng ngựa đang trước mặt của chúng ta đây ạ. Các bạn em vẫn cúi đầu mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến vào rừng trúc. Hai cái mười nhỉ. Chỗ này nhìn em thấy giống Sapa. Rất đẹp nhỉ. Đúng rồi, cái chỗ lúa mọc từ trồng lúa từ ở dưới chân núi, trồng lúa lên đến tận đỉnh núi. Ở phía giữa đó chính là thung lũng, đó chính là thị trấn và bản Kim Nội. Vào năm 2021 thì năm 2021 thì ở trên Mù Căng Chải có tổ chức bay trực thăng. Năm nay năm 2023 thì không có tổ chức bay trực thăng để ngắm cảnh ruộng lúa bậc thang trên Mù Căng Chải, mà chỉ có nhảy dù ở trên đèo Khao Phạ. Em ơi, ở đây là có bao nhiêu hộ gia đình trồng trúc ở đây? Có mười mấy hộ. Mười mấy hộ gia đình trồng trúc ở đây là trồng rộng bao nhiêu hả chị? Thì rất rộng. Vâng. Có hơn chục hộ gia đình đang trồng trúc tại khu vực này. Và ở đây khi vào tham quan rừng trúc là giá vé là 20.000 đồng trong một lượt tham quan. Đường xuống vẫn là đường đất, có những bậc thang. Chúng ta đi xuống, khi mà đi xuống thì chúng ta sẽ bám vào những cái cây trúc này nó là chắc chắn, và đi thì chúng ta sẽ xoay cái bàn chân của chúng ta xoay ngang, chúng ta không đi xoay dọc. Ở phía tây bắc thì có rừng trúc Mù Căng Chải, còn phía đông bắc thì có rừng trúc tại Nguyên Bình và tỉnh Cao Bằng. Ở đây là rất phù hợp cho chúng ta là để đóng những bộ phim kiếm hiệp ở đây. Ở đây bà con đã làm những cái hình ảnh trái tim để cho mọi người đến đây để chụp hình. Không những du khách Việt Nam mà có cả du khách nước ngoài đến tham quan. Hello. Hello. Where are you from? France. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Et vous? Moi-ci. Moi-ci. Are you living in Vietnam or you just come to Vietnam for traveling? Oh, okay.
Are you living in Vietnam? Or you come here for traveling? Traveling. Ah, you come here by trekking or by motorbike? Yeah, motorbike. Ah, by motorbike. You drive yourself or you hire somebody drive for you? Ah, this is driver, right? Ah, okay, yeah. Lên trên này thì còn khu vực gì nữa em? Lên trên này chỉ có mông trời là kẹt thôi anh ạ. À, xuống nhiều. À, trúc này thì cứ trồng bao nhiêu năm thì chặt đi một lần. Cái này là khi nào nó chết thì chả đi. À, khi nào cây nó già nó chết thì bắt đầu chặt đi. Còn là cái măng trúc thì gọi là lấy hàng năm đúng không? Không. Cái măng để ăn ấy. Không, cái này là măng đắng. À, nhưng mà cái măng này có ăn được không? Có mà. À, ăn được đúng không? Ở đây bà con cũng đã làm cái khèn. Cái khèn này là biểu tượng của người Hơ Mông. Những chàng trai Hơ Mông khi vào những lễ hội thì các chàng trai hay thổi khèn. Hoặc cũng những lúc là khi mà họ muốn tán tỉnh bạn gái, họ cũng thổi khèn. Anh từ đâu lên chơi trên nào anh? Anh ở Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Ừ. Thông thường thì ở trên rừng trúc này khi nào mà những cây trúc ở đây chết thì bắt đầu bà con mới chặt đi. Chứ người ta không chặt đi. Bởi vì ở đây là người ta không mục đích là người ta bán trúc đi mà mục đích là dùng để khai thác du lịch. Măng trúc thì ăn hơi đắng một chút. Je pense que Jade, c'est des petites dépenses, tu vois. Enfin, oui. Tu vois, c'est 1 euro par-ci, par-là. Mais bon, 1 euro pour 1 euro pour 1 euro. Ở đây thì trúc mọc dày hơn. Du coup, le plus cher, c'est vraiment les logements. Ouais. D'accord. Cái trúc ở phần bên dưới này thì chúng ta cảm tưởng là to hơn là phía cây trúc ở rừng bên trên. Rừng trúc này là được bao nhiêu năm rồi hả em? Được 100 năm rồi anh ạ. À, bắt đầu khai thác du lịch là từ năm nào? Bắt đầu khai thác là năm 2008. À, đây là rừng trúc hơn 100 năm, thuộc về hơn 10 hộ gia đình. Và bắt đầu khai thác du lịch là từ năm 2018. Và bây giờ người ta không chặt đi nữa. Khi nào chết thì người ta mới chặt đi. Còn lại là người ta để khai thác du lịch. Bây giờ chỉ có hơn 4 giờ thôi. Mà trời đã tối quá. Rừng trúc lại là rộng bao nhiêu em? 2 hecta. Vâng. Với diện tích là 2 hecta ở trên rừng trúc ở Mù Căng Chải. Vâng, đây cũng là một điểm chụp hình check-in trong rừng trúc.
Thì lại trúc ở đây thưa hơn nên là ánh nắng mặt trời đã xen vào. Vâng, đó là toàn thể những toàn thể các khung cảnh về rừng trúc trên Mù Căng Chải. Muốn gửi tới tất cả các quý vị và cảm ơn mọi người đã theo dõi.